Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và chuẩn bị bước sang năm mới 2018. Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tham dự đón Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong năm vừa qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, Bộ đội Cụ Hồ đạt được nhiều thành tích trong công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và quân sự địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện như Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị APEC 2017. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị. Lực lượng vũ trang thủ đô cần tiếp tục quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực công tác tham mưu, xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng chính trị và sức chiến đấu cao. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Tư lệnh Thủ đô hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi lưu niệm vào sổ vàng và trồng cây tại sân của Bộ Tư lệnh Thủ đô.